Bạn thấy này, thứ nhất là AB là làm ngay như vậy chứng tỏ là AB này là xuất phát ra từ sự kiện số 1 AB chính xác này. Sau đó C là làm sau B. C C đây. Sau B đúng nhá. Rồi Y cũng đồng thời sau B luôn, như vậy ở đây bạn sẽ gì? Có Y sau B. Y sau B đúng nhá. Rồi. Tiếp. D sau A. D D đây, sau A đúng như nào. Rồi EF sau AC. EF sau AC mà C nó đi ra từ sau B đúng nhá, mà chưa nối vào đâu cả. Như vậy chắc chắn ở đây bạn sẽ gì? Nối vào một cái nốt này. Rồi tiếp sau AC. EF sau AC. Mà có là D là gì? Sau A rồi, như vậy sau A này đã có một cái công việc thật rồi thì chắc chắn từ A đây đi ra phải có công việc giả nối vào đây. Thế nhá. Rồi, ok. Như vậy đi ra là EF. Tiếp. Y sau B đúng không? Y sau B này. Tiếp theo là H. Sau đó A, C và Y. H. A, C và Y. Rồi. Vấn đề ở đây các bạn là gì? Bên này là EF là sau AC đúng không? EF là sau AC. Rồi sau đó H này sau AC và Y nữa. Như vậy từ AC này sẽ có công việc giả đi ra. Nối vào đây cho ra H. Đúng rồi. EF đúng rồi. Như vậy bạn nhìn vào bài bên này bạn cũng thấy ở đây sau A này, bên này sau AC, như vậy một công việc giả này, được nhá. Rồi bên này AC rồi sau AC nữa, chỗ này thêm một công việc giả nữa là hai. Về bài của bạn đúng này, 10 điểm này. Đến số thì theo trình tự này 1 2 3 4 5 6 7, ok đúng rồi đó. Nguyệt. Nguyệt đặt nốt thế nào? Đặt nốt trên này nốt 2 hả? Bên này nốt 2. Bên này nốt 3. Ở bài của bạn Nguyệt là vì bạn đặt vị trí nó hơi bị khác đi một tí nên thành ra ở đây là nó bị cắt thi nữa. Bây giờ bạn do thì bạn cũng sẽ thấy gì? Nguyệt đây này. Nốt số 1 AB đi ra đúng nhá, AB này đúng này, AB rồi là C là sau B, C sau B rồi tiếp D sau A, D sau A, EF sau AC, sau A và sau C đúng rồi, EF đấy nhá. Bởi vì là gì các bạn? C là sau B đây này, được nhá. A, C à? Khoan từ từ. EF sau AC này, được nhá nào? Mà con C thì nó ở đâu này nè em? Như vậy em vẽ đây là bị sai này. Đúng không? Nếu như em vẽ đây có nghĩa là E và F nó là sau B và sau A, được nhất à? Như vậy theo hình của bạn á, là EF này sau A và sau B, nó khác với D là sau A và C, như vậy chỗ này bị sai này Nguyệt này, được nhá. Ok chưa? Như vậy chỗ này bị sai nha. Rồi đây biết bài của bạn nào từ nhận diện nha. Bây giờ có gì? Một này AB làm ngay, ok. C là sau B. C trên này đúng không? C đây nhá. Sau B ok. Y sau B là đúng này. EF sau AC. Rồi, C đây, A đây nối vào EF ok. Rồi, tiếp. G là sau D và F. G đâu? D đấy phải không? Chỗ này có kênh công việc giả không? Rõ ràng cái thằng D này nó chưa nối vào mối nào cả, như vậy bạn có thể
Bạn có thể đơn giản là bỏ đi con số 4 này thôi, em nói thẳng lên đây luôn được mà em nhé. Dạ nhầm cô ơi. Ok. Nhìn chung là cũng không không để nổi nào lắm, nhưng mà nó dư không cần thiết được nhất là rồi. Dạ cô. Rồi nên là chỗ này nói thẳng lên đây nha. Rồi ok, G là sau D F này, rồi tiếp Y là sau B, rồi Y sau B, H sau A C I, H H H A C I A C, rồi nối tới đây Y, nhớ đến mũi tên rồi. Như vậy nếu như em mà nối thẳng cái thằng này là đúng rồi. Nhung, hai công việc giả A B làm ngay được chứ nào, C I là sau B đúng rồi, E F là sau A C đúng rồi, A C I cho ra H được nhá. G là đâu, G là sau D F rồi, E E là sau A C đúng được nhất à. Như vậy Nhung cũng đúng này, 10 điểm này. Kiều Khen A B được nhất nào, sau đó là gì, I C ok rồi đúng này đấy nhá, đúng rồi đó, 10 điểm. Đây là ai đây, A B rồi cũng tương tự đấy nhá, là đúng 10 điểm. Vi, mũi tên vào nha, mũi tên đến vào rồi, A B I C A D F E G, chỗ này là cái gì đấy, hát cũng phải ở đây đó nhé, hát ở đây này, hát cái đường bên này. Đây là công việc giả mà, công việc giả thì làm gì có tên thế nhá, là không tên nha. Rồi chị niệm ghi nhầm thứ từ công việc vào chỗ công việc giả, A B chỗ này đứt đúng không, C I I rồi 4 E F D G H đúng rồi, chỗ này số số 7 à, em có ghi số 7 được không? Có ghi rồi, 10 điểm nha. Bích Nguyên, sau C là E cô, mà em đi thiếu một nghìn. thì ở chữ F phải không? Dạ, ở dưới là E, ở trên là F cô. Rồi ok, Dạ, chỗ sao này chị có nhớ cái được già nữa hả sao Nguyên chị này, nhớ biết không? chỗ này là già chứ không phải Ờ, là thật nghiệp nó dưới. đúng chưa, chỗ này là công việc giả này em nha, Ủa em giả mà cô. sao có Dạ, thể có lại phải có liên cô, em cứ ghi lại, tức em là cứ ghi công lại việc giả, cô. tức là công việc giả em không có ghi tên đúng không, Dạ. nhưng mà nhớ là nét đứt nha em. À dạ cô. Sai 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 ký hiệu thôi, nói chung là cũng hết kết vẽ. 8 điểm, thêm cái lỗi chữ E này nữa, thiếu dấu mũi tên nữa nha. Rồi Dạ. cẩn thận một tí, bạn nào nữa. Khánh Dương, Khánh Dương có gửi bài nè, để xem bài của bạn Dương đúng không. Một AB này, đấy nhá nào. Rồi D, công việc giả qua CI. Về lại rồi EF rồi, đúng đó đó, Dương 10 điểm nha. Bữa giờ không có điểm nào Sao hết. Nhưng mà nhớ cẩn thận là gì, là không nên đi ngược lại, tức là từ con 4 này thì nên dịch chuyển cái số 5 này tới một tí thì nó sẽ đẹp hình hơn được nhá. Rồi. Bài này chậm chưa ta? Bài này của ai ta? cô ơi, bài em có ở trên nữa đó cô ơi. Có ở trên đấy hả? Ok. Nhà Sơn phải không? Cô Vũ, cô Vũ ở trên nữa cô. Bài này ở trên đó hả? Ủa sao vậy? Dạ Tôi gửi lại phải không? không cô, em gửi một lần cô, em gửi trước bài Khánh Dương luôn á cô. Về bài sọt của Dương hả? Xin lỗi Dương nha. Rồi. Ok, như vậy là bài vừa rồi ổn phải không? Các bạn hiểu kết vẽ không? Ủa, em là Vũ Hả? đó
Em là Vũ á cô. À, Vũ nhưng mà ghi ghi cái tên vậy thôi phải không? Ủa, đâu cô? Em không ghi tên nhưng mà em gỡ trên nữa cô, trên nữa. À, tức là thiếu ba của em chưa chấm phải không? Dạ đúng rồi. À ừ, cô xin lỗi, cô xin lỗi. Rồi à, chưa Dạ nó không. A Có B mình C em D. nữa cô ơi. Em là em nào? Chú ý cô, em gửi trước bài bạn Khanh hay bạn Vy gì đó. Ừ, ok. Năm scan có mà cô chưa có chấm. À vậy hả? Ừ rồi ok. Rồi bài này cũng đúng nè. 10 điểm này, trời ơi hôm nay lớp mình 10 nhiều quá ha. Trong can scan đã có. Đâu ta? Thôi, cô coi ở đây được. Bài của bạn tịnh nhìn nè. A, B, C, I. Rồi. E, F, G, H. Đúng rồi, 10 điểm. Vũ đâu? Vũ rồi phải không? Sang Dương. À, chậm rồi, ba này mới chậm. Tịnh nhìn. Bích Nguyên rồi. Bài này cũng chậm rồi đúng không? 10 nha. Bài này cũng đúng này. Được nhất nào. Ok. Rồi, như vậy các bạn xong được bài đầu tiên. Ừ, mỗi bạn em nghĩ nên cho mỗi bạn 10 điểm. Không sao khỏi chậm được. Rồi bây giờ bài khá khó hơn một tèo này, cô sẽ kiếm bài khó cho các bạn. Thêm một câu khó nữa. Như vậy là câu G rồi đây, để được đánh giá là không khó lắm đúng không? Khó vừa thôi. Ừ ok. Rồi bài này hay này. Thứ nhất là A, B làm ngay. C, D sau A. E sau A, B. F sau B. G sau E. H sau F. I sau C E. G sau C F. Và K sau I G. Câu giờ lại này. A B làm ngay, C D sau A, E sau A B, F sau B, G sau E, H sau F, I sau C E, I sau C E, đúng không? G sau C E. Rồi, chính xác. Làm thử nha. Bài này thì sẽ có hiện tượng là bị cắt nhau. Hình nó sẽ bị, các đường sẽ bị cắt nhau một chút. Bây giờ các bạn để ý này. Theo đề bài á thì đầu tiên là bạn sẽ có là sau AB này. Gì nhỉ? Ý. AB làm ngay, đấy nhá. AB làm ngay như vậy đi ra từ A từ B là đi ra từ 1 là AB này. Rồi, chính xác này. Tiếp đó bạn sẽ có là CD sau A. CD sau A. Như vậy C, D đi ra từ A là đúng này. Đúng nhá, đi ra từ A này. Tiếp. E sau A, B. E sau A và B. Bây giờ liếc qua một chút ở những cái trường hợp đặc biệt là này. Bây giờ bạn có gì bạn? Bên này sau A đúng không? Bên này sau A này. Nghĩa là bên này sau A.
6A, được nhé nào. Rồi là bên này sau AB, rồi bên này sau B. Có nghĩa ở đây là cả sau A, sau B đều có nét đứt, được nhé nào. Và sau AB này thì sẽ xuất hiện con E, được nhé. Như vậy ở đây bạn có A này, có B này. Sau A, sau B là sẽ có nét đứt và đi ra E này, được nhé nào. CD thì là sau A, như vậy từ A đi ra là CD. F thì đi ra từ B, như vậy sau B này F rồi, như vậy cái nhánh này là bạn vẽ đúng này. Nhánh này vẽ đúng này, được nhá. Tiếp tục này. J là sau E. J đâu? J đây, sau E, được nhá. J sau E là đúng này. H. H sau F. F đây, được nhá. H sau F rồi. I sau CE. Y đấy phải không? Y là sau C và E thì rõ ràng á là G á, là đã sau E rồi, như vậy chắc chắn là sau E này chắc chắn là phải có cái nét đứt đi ra, đấy nhá, con đường giả đi ra để tạo thành cái Y ở phía sau, được chưa nào? Rồi C, C thì bạn thấy là nó sẽ rẽ rất là nhiều nhánh, tức là C là sẽ có sau CE rồi CF này. Do đó ở đây bạn vẽ thêm một cái công việc giả nữa đi ra nối đến Y. Như vậy là Y này là sau CE phải không? Y là sau CE à? Như vậy ở đây đâu phải đâu nhỉ? Y sau CE và E đây à, đúng rồi. Đúng rồi, Y sau CE như vậy là đúng này, được chưa nào? Tạm thời là đúng này. Chỗ này nét giả đi ra Y, được chưa nào? Nếu như trong trường hợp mà chỗ này nét liền đi tới đây luôn thì sao? Nếu như bạn suy nghĩ, nếu như mà chỗ cái thằng C này không còn nổ số 5 mà đi thẳng qua đây thì sao? Có được không? Thì tạm thời là vẫn được nhá, nhưng mà xem xét tiếp này. Tiếp là gì? Đó là G là sau CF, được chưa? Như vậy từ C đi ra, như vậy chắc chắn là từ C đi ra này phải có công việc giả, được nhất là C đi ra, mà nếu như mà đậu vào ở đây mà đi ra để tạo thành cái G ở sau F đó, thì là không có được, bởi vì như vậy nó vừa sau cái E nữa thì không được. Do đó chắc chắn như bàn vẽ là sau C này phải có nét đứt đi ra ở đây kết hợp với E có nét đứt đi ra ở đây để tạo thành Y, đúng nhá. Và đồng thời cái thằng G này á, là sau CF, như vậy C này cũng phải có nét đứt đi ra kết hợp với F ở dưới này. Rõ ràng F thì lại có là gì? Sau nó sẽ có H, do đó ở đây bạn cũng phải vẽ nét đứt từ F mà đi lên để tạo thành G, đúng nhá. Như vậy là G là sau C và F này, đúng này. K là sau I và G. K là sau IG, trùng lại, ok. Và gì nữa? K sau IG, đúng rồi. Và còn lại những cái đường nào mà chưa nối thì bạn sẽ nối về điểm cũ, được nhé nào. Các bạn có thể bị rối không? Cô đi lên lượt này nha. Như vậy A này, B này làm ngay là sau đỉnh số 1, được nhé nào. Tiếp, CD là sau đỉnh A, ok này. E là sau AB. Như vậy E đây sau A sau B, ok. F là sau B. F sau B, đúng rồi. J là sau E. Sau E, đúng rồi. H là sau F. H sau F, đúng. I sau CE. I đây. C và E đây, được nhá. Rồi, chính xác. Cái chữ G này là cái đường ở dài ở bên này nhá. Cái chữ G đây này. G này là cái đường này này, đó, được nhá. Rồi. Như vậy bạn đúng nhá. I là sau C và E, đấy nhá. G là sau CF. C và F, đúng rồi, sau G và K sau IG. Rồi, Nguyệt 10 điểm, xuất sắc, đấy nhá. Bài này nó cực kỳ rối nha các bạn. Khó nhất là các bạn sẽ hay bị cân nhắc ở cái cụm nào các bạn? Cụm này này. Cụm xung quanh điểm C này hơi bị rối, được nhá nào. Rồi, bài của Nguyệt chuẩn xác rồi đó. Cô có Ơi được nối cái nét đứt từ 2 qua 3 không cô? nét đứt từ 2 qua 3
Vì sao lại nổi nhận Đức thứ hai và ba hả em? mà nó có được không cô? Không. Vì sao nổi như vậy để làm gì? Nếu như em bổ sung thêm một cái nét Đức thứ hai và ba phải không? Vậy phải không? Nếu như vậy thì cái thằng F đi ra sau từ cái mối này thì nó cả sau cả A mà sau cả B á. Mà nếu như vậy thì vì sao không nổi thằng F ở bên này luôn? Đấy nhá này. Không được ấy. Rồi. Đấy nhá. Tức là bạn vẽ vẽ sơ thôi, nếu như trong trường hợp mà bạn đi dò lại thì bạn sẽ đi lên lượt từng từng nốt một để xem chỗ nào nổi mà không hợp lý thì chắc chắn là viết minh sai. Đấy, bạn pin. Như vậy 1 2 3 4 5 6 công việc giả. 1 2 3 4 chắc chắn sai rồi đó. Bên này sai AB nha. Bây giờ xem này. AB làm ngay này. À, bây giờ E chẳng hạn. E là sau G phải không? Sau đây chữ E. F này sau B này là đúng này. Đấy nhá. CD sau A là đúng này. E là sau AB. À, pin này. Nếu như pin vẽ AB được chưa? Rồi sau đó đến E ra đây thì em vẽ chung một cụm này thì có nghĩa là F này cũng sau A và B luôn. Nếu như em vẽ như vậy có nghĩa là F cũng sau A và B. Được chưa? F này cũng sau A và sau B đấy. AB chung lại từ đây đi ra có phải là F không? Như vậy ở đây em vẽ thế này có nghĩa là E và F đều đi ra sau AB. Nhưng trong D thì người ta chỉ bảo là F chỉ sau B thôi. Như vậy chỗ này cần phải có thêm công việc giả nữa nhé Bi. Chỗ này sai nhá. Em hiểu không nhỉ? F nó chỉ đi ra sau mỗi B thôi chứ không có liên quan gì đến con A cả. Mà vẽ như hình ở đây là sau cả A cả B là sai. Bài dưới này nhung bốn công việc giả rồi cũng bị mắc lỗi như của bạn Bình. Đấy nhá nào. Như vậy là cả A cả E F ở đây em đều vẽ là sau AB chứ không phải là mỗi mình E. Đấy nhá. Rồi. Với đa số của bạn là vậy AB EF đây, bị trùng sai này. Rồi, bị ngay cái mối này. Đây cũng vậy. Cũng vậy này. Đấy nhá. Đây con thiếu nét đơn đi xuống là này. Phương cũng vậy này. Ai đây? Rồi, hầu như tất cả các bạn đã bị mắc lỗi ở cái vụ là gì? AB đây đây. Rồi, như vậy là cô chấm bài cực khỏe luôn. Rồi, bài này đúng này. Xem nào. Sao đi ngược vậy? Ngọc phải không? À, bạn đâu làm bài này nhỉ? A, B đi ra được chứ nào? Như vậy E, F. Đây A, B đi ra này được nhá. C, D sau A là đúng này. E sau A, B. Nhưng mà đây chữ E này sau A sau B này đúng này. F sau B là đúng này. G, G sau E. G sau E. G sau E. Rồi. Sau thì đi quặc trở ngược lại đấy. G sau E này rồi tiếp nào. H sau F. H sau F. Ok này. Y sau CE. Sau CE. G sau CE. Xin lỗi y sau CE rồi như vậy là E đấy phải không, quật ngược lên đấy phải không, C đi ra đây y rồi G sau CF G sau C và F rồi tiếp nào K sau YG K sau YG ừ cũng đúng đó nhỉ. Nhưng
Nhưng mà bạn về có cái gì đó nhờ. Cô do lại nhé. A, B làm ngay này. C, D. C, D sau A này. Ok này, E thì sẽ sau là gì? A, B. E sau B đây, đúng này. F sau B. F sau B. Đúng, được nhé. G sau E. G đây. Sau E. Rồi. Rồi, tiếp đi sau E. Rồi. H sau F. H sau F. Y sau CE. Rồi, có vấn đề này Y sau CE này, Y sau CE đúng không? Y này. Y đâu rồi? Y này là sau C và E đúng không? Như vậy đường này là E này, đường này là C này. G là sau CF, G đúng rồi, G đây. Sau C và F. Không có xài đâu cô ơi. Có, từ từ, bây giờ em nhìn này. Ngọt không? Đây này em nhìn nhá. G là sau CF đúng không? F đây là đúng nhá, nhưng mà sau con C từ cái mỗi mỗi số này là số 4 đúng không? Thì nó không chỉ là sau CF nữa mà nó còn sau cả E nữa em. Bởi vì cái đường nét đứt này là từ E nó đi lên phải không em? Em nhìn này. Cô thấy cái gì đó là lạ rồi mà đây. Em nhìn nha. Có phải cái đường này là F đấy phải không? Sau nó đi lên đấy không? Như vậy cái mũi này á là con G này là sau F là đúng này, được chưa? Nhưng đồng thời nếu như từ cái mũi này đi qua thì nó xuất phát từ cái đỉnh này đúng không? Đỉnh này á là C đi đến và cái đường nét đứt này đi lên và đường nét đứt này là đại diện cho con E. Con E ở đây. Như vậy cái đường G này của em là vẽ cả sau C, E và F đúng nhá. Như vậy của em G là sau E, C, F này. Sai là Ngọc. Thấy chưa? Còn có nhìn ra không? Nhìn ra nhỉ? Bạn vẽ thế này cô do cũng rất là khó nhá. Lần đầu tiên cô tưởng là bạn đúng rồi. Nhưng mà bây giờ để ý lại này. Con G này này là sau F này. Được chưa nào? F đi ra đây đúng không? Đường này đi lên như vậy chứng tỏ G này sau F là đúng này. Nhưng mà từ cái đường này đi qua thì nó sẽ xuất phát từ đỉnh này. Mà đỉnh này thì có C và E nhá. E này, E chỉ là cái nét đứt đi lên này. Như vậy sau CE là sau Y đúng không? Y sau CE này. Mà nó nối từ cái mối này đi sang có nghĩa là con G này sau cả C, cả E và cả F. Như vậy em sai ở cái bước này. Chỗ này sau C là cần phải thêm một công việc giả nữa. Ok chưa? Đó. Đồng ý không? Nha, Ngọc xem lại nha. Chỗ này bị sai á. Rồi. Sai kiểu này cũng nói chung là gần ở cuối rồi. Chỗ này sai này. Sai luôn này. Đường này cô đánh giá cao này, bằng bằng đi rất là độc đáo. Rồi. Thứ hai nữa, Ngọc này không nên đi ngược trở lại đâu em, tức là chiêu mũi tên nó chỉ nên đi theo kiểu là phía này hoặc là lên hoặc là xuống thôi, đừng có đi ngược trở lại theo chiêu này được nhé. Chiêu mũi tên là đi theo chiêu tiến của cái chiêu hoàn thành dự án á. Này sai luôn, chỗ này sai luôn, chỗ này vậy cái gì đấy. BA 1, 2, 3, 4. 4. Cũng có cái gì đó đấy sẽ sai ra B. Ai ai làm bài này nhỉ? A, B nha.
F này, này. Làm gì có cái chuyến này này nhỉ? Nếu như có ở đấy thì em phải có thêm nốt vào chứ. Không được nha. Bảo Ngân cũng bị lỗi tương tự. Chỗ này cũng vậy. Đa số các bạn bị dính ở chỗ này. Em chưa được. Không được. Không nhất là E, F không? Rồi, như vậy bài này chỉ có mỗi bạn Nguyễn làm đúng thôi phải không? Nha. Các bạn có hiểu không Alo đấy? cô ơi, Ôi. cô vẽ lại cái hình khác cho dễ nhìn đi cô. À, vẽ lại hình khác ha, rồi ok. Dạ. Nào. Không, thực tế cái bài của bạn Nguyễn là hình như vậy là đẹp lắm đấy đó. Đây, bây giờ cô đâu rồi? Hình của bạn Nguyệt nha. Bài cô vừa sửa nó bị tắt rồi hả? Rồi thôi, đây. Bài mới này. Có vẻ là cái hình mới này. Rồi. Bạn sẽ đi lên lượt như sau. Nhất là xuất phát từ đỉnh đầu. Đỉnh số 1. Bạn sẽ có AB đi ra. Như vậy ở đây sẽ là A B đúng không? Rồi. Tiếp tục bạn sẽ thấy gì? CD là sau A nhé nào. Như vậy ở đây C. C. D đi đi ra thì cô tạm thời vẽ D đây đã. Đúng rồi. Tiếp E thì sau cả A cả B, như vậy từ AB này bạn sẽ vẽ một cái đứt nhé nào. Đứt này. Cái này cũng sẽ là hết. Cô vẽ còn xấu hơn. Thôi, đây. Rồi, từ đây sẽ đi ra sẽ là E, đúng không? Ra sẽ là E. Là E nhé. Dưới này F là sẽ sau B, như vậy từ đây đi ra sẽ là F này. Tiếp tục. R là sau E. Như vậy sau sau E sẽ là R. Đây có một R nhé. Được nhé. Tiếp. H là sau F. Như vậy đây đi ra sẽ là H. Như này. Tiếp nữa là gì? Y sau CE. Rồi đây là bắt đầu phức tạp này. Thì con C này cô chắc cô phải chỉnh lại cho nó ngắn một tí. Đây là C đúng không? Y là sau CE, như vậy E ở đây đi ra còn đối với C đến đi ra là hai cái đoạn đứt. Như vậy ở đây xoắn luôn tôi đã tôi xóa lại nhé. Về đây sẽ là gì? Sau này đi ra nét đứt này. Đây đi ra nét đứt chẳng hạn. Bên này đi ra cũng là nét đứt. Rồi. Và đây sẽ đi ra là Y.
này là sẽ là y này. Rồi. Tiếp là G sau là sẽ là sau C và F. Như vậy C đi ra. C đi ra cũng phải là nét đứt đúng không? Rồi tiếp F đi lên, từ F đi lên như vậy cô sẽ vẽ cái đường này nó dài hơn một tí. Đây. Sau này vậy là có gì? Sau này vậy có hạt này. Đây nét đứt đi lên. Gặp với trên này. Và sẽ tạo thành là G đúng không nhỉ? Tạo thành G. G đi ra. G đi ra rồi sau đó hợp với Y phải không? Như vậy chỗ này vẽ đi xuống hợp với Y. G này, nghĩa là hợp với Y sẽ tạo thành K. Đây đi ra sẽ là K. Rồi, như vậy sau này đi ra là H. G thì là sẽ sau E, như vậy đâu này là có G này. Chỗ này có G này. Bạn thích vẽ gấp khúc cũng được, nghĩa là G. Hoặc là vẽ nét tròn như vậy cũng được, D. D đây và H, nghĩa là H cũng chung vào đây, như vậy là cũng đẹp đâu em ạ. Hạt hạt đây rồi nhá, và chùm vào đây là cái nốt cuối cùng, vẽ cho nó mềm mại đi tí, đường này vẽ lại tí. D vẽ đường này lại. Đại loại vậy được nhất nào. Như vậy ở đây sẽ có là AB này, thì đến số là 2 3 4 được nhá, xóa xóa. Như vậy bên này 5, bên này 6, bên này 7 8 9 nhé. Như vậy 8 đây, dưới trên 29 này, đây 10 và bên này 11 nhá. Rồi G thì là cái đường dưới này này. Coi Ơi. số là mình đặt cũng đặt số là mình muốn đặt sao đặt đúng không Không phải bốn sao đặt đâu em, mà em xóa từng đỉnh một, nhưng mà có một trường hợp là hai ba đỉnh nó có vai trò giống nhau, có vai trò xuất phát giống nhau. Giả sử như ở đây nhá, em làm gì đầu tiên là em đỉnh số 1 em để nó nha, sau đó em bỏ đỉnh số 1 này đi thì bỏ hai công việc AB đi phải không, thì lúc này thì đỉnh số 2 và đỉnh số 3 này sẽ đóng vai trò là xuất phát tiếp theo đúng không? Như vậy trên này em ghi 2, dưới này ghi 3, hoặc ngược lại dưới này ghi 2, trên này ghi 3 cũng được. Được nhất à? Còn sau khi đánh được 2, 3 rồi bỏ những cái cần đi ra đây thì đỉnh 4 này sẽ là đỉnh tiếp theo. Hoặc là đỉnh 5 cũng là đỉnh tiếp theo được. Như vậy em đánh đây 4 hoặc là đây 5 đều được. Được nhá? Rồi, sau đó mình đến cái đỉnh số 6 này. Được nhá, là đỉnh tiếp theo đấy. Sau khi bỏ đỉnh số 6 và bỏ cái này đi thì bạn thấy là đỉnh số 7 đúng không? Rồi sau đó mình đỉnh số 8, bởi vì cái thằng 9 này là nó đi ra từ thằng 8 đấy. Như vậy chắc chắn cái số này là phải sau cái số 8 ở dưới đây đấy. Em hiểu không nhỉ? Như vậy em sẽ đến lần lượt từ xuất phát đến kết thúc. Được chưa? Cứ coi như là bỏ một một cái sự kiện nào đó và cả cần cả công việc đi ra từ sự kiện đó. Thì em sẽ đến được số từ đầu đến cuối. Đương nhiên nó không quá cứng nhắc. Đấy nhá. Bởi vì có thể là bạn này đến kiểu này, bạn kia đến kiểu kia. Nhưng Rồi. ơi Dạ, ngay chỗ số 3 cô sao đi ra số 4 mà nét đứt cô? Số 3 vì sao đi ra nét 4 là số 4 là nét đứt phải không? Rồi ok đây này. Dạ. Bây giờ em để ý nha. AB là làm ngay nha. AB làm ngay này. Rồi là C thì sau A, F thì sau B, E là sau AB. Như vậy này, chỗ này sau A có nét đứt phải không? Sau B có nét đứt, được nhá. Có phải không?
Và con e ép đây tao thêm sau Dạ. đi được nhá. Nếu như em chỗ này là công việc ép, nếu như trong trường hợp này em không vẽ được đứt thì chùm lại như các bạn thì nó sẽ bị sai theo kiểu là gì. Đa số các bạn vẽ kiểu như vậy có nghĩa là cái công việc ép này sau cả A cả B, nhưng ép này bản chất chỉ sau B thôi. Bây giờ bạn vẽ nhá, nếu như bạn vẽ bạn thấy là A này nhá đi ra là CD đúng không, B này đi ra là ép đúng không. Nếu như muốn vẽ E là vừa sau A và vừa sau B thì chỉ có thể là đi ra nẹt đứt đi ra. Còn nếu như trường hợp mà em vẽ chúng vào chỗ này rồi đi tiếp thì không có được. Như vậy F có nghĩa là sau cả A cả B. Đa số các bạn vẽ là như vậy á. Đa số các bạn bị mắc cái lỗi là F sau cả A cả B. Có hình dung không? Nó hơi khó cái đoạn này đúng không? Dạ. Ừ, được nhá. Thì nói chung là bạn cứ thấy sau A này, sau B này, bên này sau A, sau B như vậy, biết là sau A có công việc giả và sau B có công việc giả. Nhớ chứ? Rồi, cũng như vậy. Còn cái ở cái chỗ C này nó còn rắc rối hơn, C này còn khó hiểu hơn nữa. Bởi vì nếu như chỗ này nó nhìn vào trên bài thì nó không rõ ràng như bình thường cô hay nói. Mà bạn phải suy luận, tức là khi vẽ ra gặp vấn đề rồi chúng ta mới phải tách ra, được chứ nào? Thì sau cái chỗ mà vẽ EG này là nó còn khó hơn nữa. Thì bạn cứ xem thứ tư nhé. Xem thứ tư này theo xem kết vẽ thế nào. Khó đi là mi khó đi đâu Sao? cô ơi, Ôi. sao cái chỗ em tưởng là cái 8 là trước 7 chứ cô, đánh số cô. Là chữ bài hả? Bởi vì cái 7 là đi ra từ 5 với 6 mà 8 là đi ra từ 3 mà cô. Thì đâu có sao đâu em, cũng vấn đề gì hết á, không sao cả, được Dạ. chưa? Không sao cả, nói chung là đánh cái này thoải mái em, miễn sao là đừng có cái nút số 9 mà xin ra cái nút số 8 là được, được chưa nào? Ok chưa? Các bạn còn hỏi gì nữa không? Đánh số này thực chất nó cũng khá dễ các bạn, không có bị ấy nhiều đâu. Bạn chỉ cần miễn sao là theo thứ tự tăng dần, tức là không có cái cung nào được chưa mà cái số cái đỉnh xuất phát nó nhỏ hơn so với cái đỉnh kết thúc là được. Rồi. Xong nha.